không biết tiếng ai, nó chuyện dài dẳng đó hoài mới thế nào. Hello, xin chào toàn thể của chú anh chị các bạn đã quay lại kênh Sangma Vlog. Thì như đã nói trên livestream thì mới đây có một gia đình đã điện cho Tú và gặp gỡ Tú và nói về sự tình căn nhà của gia đình về một vấn đề tâm linh. Thì theo lời kể thì nói là ở trong căn nhà cũ hiện tại của người đó hiện đang có một cái vong hồn của một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ. Thì theo lời nói thì đã gặp chứng kiến vài lần rồi, với lại trong gia đình cũng có nhiều chuyện lục đục này nọ đâu, rồi không có yên tâm cả nhà. Thì hiện tại bây giờ gia đình đã dọn đi nơi khác ở, và căn nhà đó hiện tại bây giờ thì được bỏ hoang hoàn toàn. Thì có liên hệ với mình và chỉ cho mình căn nhà. Thì căn nhà này thì nói thật ra là Tú đã đến một hai lần rồi, nhưng mà do không biết nguyên nhân, cũng không biết chuyện xảy ra trước đây trong căn nhà đó. Và theo lời gia đình nói thì có một cô gái mặc đồ đỏ thường xuất hiện phía sau cửa sau nhà và cửa sổ, và thường thường ưa thấy đi bóng dáng đi phía sau nhà đó rất là nhiều lần về đêm về giờ khuya. Thì mới liên hệ với Tú và hỗ trợ cho Tú đến quay trong căn nhà và cho Tú mượn luôn cả chìa khóa nhà để vào trong nhà, hỗ trợ cho Tú luôn. Thì trên livestream thì Tú cũng nói rất rõ rồi với cả nhà rồi là Tú sẽ đến và cũng như là sẽ khám phá căn nhà này như thế nào, và cũng như là có chuyện sự thật đó xảy ra hay là không. Thì hôm nay tôi sẽ đến đó bây giờ khoảng gần 11 giờ đêm. Sự tình gia đình kể mình thì mình cũng khá là tò mò, cũng như là thích thú với cái câu chuyện đó. Thì theo Tú thì có chuyện này sẽ có thật, vì không ai mà đi nói nhà mình có ma hết cả nhà. Không bao giờ người nào nói nhà mình có ma cả, và cứ như là không ai muốn một người nào đó vào căn nhà mình quay video cả. Đó là một điều tế nhị mà hôm nay người chủ nhà nhờ mình đến quay, cũng như là tìm hiểu trong căn nhà của chính họ về linh hồn của một cô gái mặc đồ đỏ luôn xuất hiện trong nhà hoặc là phía ngoài bên nhà, phía ngoài nhà ở cửa sổ thứ nhất, thứ hai nữa là phía cửa sau đó. Thì ok, thì muốn làm rõ vấn đề này thì bây giờ tôi sẽ đi đến đó và khám phá căn nhà này. Và nếu trong quá trình đi khám phá mình có gặp nó hay là không thì mình sẽ đặt camera. Thì góc nào, vị trí nào thì chưa nói cụ thể nha. Thì đến đó thì mình sẽ xem như thế nào rồi mình sẽ đặt camera thế nào. Nói chung sẽ đặt một cái góc camera nào đó cho nó thật là rõ và cũng như là thấy được toàn bộ căn nhà đó. Thì ok, thì bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo mình đến nơi căn nhà u ám này. Thì kính thưa cô chú anh chị, thì hiện tại bây giờ
mình đã có mặt tại căn nhà. Thì nhà thấy không, căn nhà này lợt làm bằng rổ dán. Thì đây là phía cửa sau. Ủa mình nhìn qua cái lỗ mình thấy gì đó đỏ đỏ phía trong người ta. Thì theo lần người chủ nhà nói á, thì bình thường ưa xuất hiện ở cửa sau này hay hoặc là cửa sổ bên đó. Đó, có tiếng chó sủa. Thấy dốc dáng người đứng như này nè. Thì cái căn nhà này thì mình đã đến vài lần rồi. Chó sủa à. Ok, bây giờ mình sẽ vô đường sau nha. Chủ nhà nói là cứ xong có phá. Cứ sao chỉ phá hồi thôi đó nha. Chó sủa quá trời. Mình mở cửa này ra nha. Đây chìa khóa nè. Hương. Căn nhà này cũng khá là gọn nhẹ, gọn. Con theo, nhà nhà con điện luôn. Tivi nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy giờ đi á, trong quá trình đi á thì em thấy thì bây giờ mình sẽ đặt camera góc đó quay vào trong này nha cả nhà. Quay thẳng vào trong này lấy hết cả nhà luôn. Xem coi có thấy nó hay không nha. Ok, mình sẽ tạm dừng máy nha.
Thôi ok cái nhà. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình đặt như thế này. Mấy con chó hồi nãy sủa quá trời sủa rồi. Ok, bây giờ sẽ đốt lên cây này nha. Mình đốt nó mấy cây phía trong đó. Ngoài này chung thấp hết đèn cây chắc là sáng lắm. Thì có lẽ là mọi người sẽ đủ ánh sáng để xem. Chó là sổ dữ. Không coi ánh sáng thế nào đủ chưa. Ở ngoài thì thấy rất là sáng rồi, nhưng mà trong này thấy hơi tối. Đây đèn lại sáng quá. Mình để cái đèn như vậy á thì nó rất là sáng cả nhà. Không biết có con, không biết linh hồn họ có dám xuất hiện hay không nữa. Ok nè, trời trời, đem làm cho nó bớt tối lại được. Ok như vậy nha. Bây giờ mình sẽ lên đó thấp hơn nha. Cái mặt cái con chó xuống vậy á. Xe bánh nha. Sao mà cứ nghe tiếng nhân dẫn nói chuyện vậy ta. Mấy người có nghe không? Tiếng nghe nói chuyện ngoài trời. Hồi này mình ngọt đi một con. Mình ngọt đi một con ai nói chuyện trời. Mấy tiếng ai nó chuyện dây dẫn nó hoài mấy cái
không biết tiếng ai, chuyện gì lặng nó hoài biết đó. Nó mới hiện ngay trên cái bụng luôn. Nó mới đứng đây cái nhà. Nó có cho mày không chạy? Nó mất tiêu rồi ông nội ơi. Mới thấy nó đứng cái đập đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ cắm nhang rồi đi ra ngoài kìa. Vậy là cái nhà này có thiệt kìa cả nhà ơi, chứ không phải là chủ nhà nó dấp đâu. Mình đứng nguyên bộ luôn, đỏ luôn, xỏ tóc dài luôn. Mọi người để ý nghe, mình nghe tiếng người phụ nữ nói chuyện dân dẫn qua mấy cái đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha cả nhà. Không biết nó có ở đây không ạ? Khoan, để mình lại mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha cả nhà. Không biết nó có ở đây không ạ? Khoan, để mình lại mình.
vô cả nhà. Rồi ok nha, bây giờ mình đã thu dọn xong rồi. Con bát nhang này mình để lên đây luôn. Đây là chỗ cũ. Căn nhà này quả thật là có ma đó cả nhà ơi. Mình tận mắt mình thấy luôn á. Lúc mình đang đốt nhang luôn củi đây nè. Và mình thấy đúng như cái buồn này luôn nè. Nắp lên này còn nó ốc quá cả nhà. Thôi nghe, đừng cho thấy, đừng có xuất hiện luôn lần nữa nghe. Chứ là nó chạy luôn á. Đúng là căn nhà này có quỷ nữ áo đỏ thiệt. Lúc đầu mình nó là mình nghe nói thì mình cũng bán tính bán nghi. Lúc nãy mình đi ra, đặt camera xong mình đi ra, là mình đi ra đây mình thấy nó đứng dần dần chỗ này nè, chỗ góc đó. Mình thồn chạy luôn chứ mình dám ở lại. Ok, thì nói chung mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Căn nhà thật sự là có quỷ áo đỏ. Nữ quỷ chứ không phải là. Thì ok, bây giờ xong mình sẽ đi về nha.